Tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an diễn ra trong tuần. Chào mừng đồng chí Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc sang thăm Việt Nam và tổ chức hội nghị đối thoại cấp thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam Trung Quốc. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị hai bên quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trong các khuôn khổ đa phương để cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển tại khu vực. Chiều ngày 10 tháng 1, đoàn kiểm tra số 2 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn, đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của nhà nước theo kế hoạch số 35 của Ban chỉ đạo đối với Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm, chỉ đạo tham mưu sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật còn sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình thực hiện. Chỉ đạo tại hội nghị Ban soạn thảo Tổ biên tập dự án luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ sửa đổi, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban soạn thảo nhấn mạnh, nội dung dự thảo luật phải kế thừa những ưu điểm và khắc phục những bất cập hạn chế của luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, đồng thời phải đáp ứng công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đối với những vấn đề liên quan. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về đánh giá tình hình kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 7 chỉ tiêu vượt mục tiêu đại hội đề ra, là điểm sáng của cả nước, thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác cũng đã đến thăm và kiểm tra tại Trung tâm Chỉ huy Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh, trực tiếp nghe báo cáo việc triển khai thí điểm hệ thống quản lý tuần tra và camera phạt nguội. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Bộ Công an rất xúc động trước tinh thần trách nhiệm của nhân dân trước sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng công an nhân dân rất biết ơn nhân dân, xin hứa sẽ làm tốt hơn các mặt công tác của mình, xây dựng xã hội bình yên, an toàn, lành mạnh vì cuộc sống và niềm hạnh phúc của nhân dân. Ngày 11 tháng 1, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1. Tới dự buổi lễ có đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và ngài Faisal Sakha, Tư lệnh Cảnh sát Liên Hợp Quốc. Đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Bộ Công an Việt Nam, tiếp tục khẳng định đường lối chính sách đối ngoại nhất quán và cam kết của Đảng, Nhà nước Việt Nam tích cực tham gia cùng Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trên thế giới. Sáng cùng ngày, đoàn Tư lệnh Cảnh sát Liên Hợp Quốc do Trung tướng Faisal Sakha, Tư lệnh Cảnh sát Liên Hợp Quốc làm trưởng đoàn, đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, tiếp Thống tướng Pho Phát, Quốc vụ Khanh, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên đưa nội dung hợp tác trong bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lĩnh vực truyền thông công an nhân dân, lĩnh vực chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch hợp tác năm 2024. Thưa quý vị,
Chỉ còn khoảng một tháng nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với chủ trương không để đoàn viên công đoàn người lao động không có Tết. Vào sáng ngày hôm nay, Công đoàn Công an Nhân dân đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2024 cho đoàn viên người lao động trong Công an Nhân dân. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực của tổ chức công đoàn, góp phần tích cực cùng với cấp ủy chính quyền các cấp trong Công an Nhân dân, quan tâm chăm lo, động viên kịp thời để đoàn viên người lao động được vui Tết đón xuân. Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Công đoàn Công an Nhân dân đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo với tinh thần tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Chủ đề năm nay mang thông điệp Tết Sum Vầy, Xuân Chia Sẻ, đa dạng các hoạt động cùng những hỗ trợ thiết thực cả về vật chất và tinh thần đối với đoàn viên, người lao động. Cấp ủy chính quyền, công an các đơn vị địa phương cũng rất là quan tâm đến các cái hoạt động của công đoàn, tổ chức công đoàn cũng như là cái hoạt động để chăm lo cho đoàn viên người lao động trong Công an Nhân dân. Trong cái khuôn khổ các cái chương trình Tết Sum Vầy thì Công đoàn Công an Nhân dân cũng triển khai tổ chức một chương trình chợ Tết công đoàn. Thì cái hoạt động này thì Công đoàn Công an Nhân dân cũng chủ động để phối hợp với các đơn vị đối tác mang lại những cái mặt hàng nhu yếu phẩm ngày Tết với những cái chương trình phúc lợi ưu đãi đặc biệt cho đoàn viên và người lao động, chăm lo tốt hơn cho cái đời sống của người lao động trong cũng như là đoàn viên công đoàn và trong cái dịp Tết. Cũng tại ngày hội, Công đoàn Công an Nhân dân cũng đã tổ chức gặp mặt các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trong đó, 200 suất quà từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công an Nhân dân đã được trao tận tay đến đoàn viên, người lao động, và hơn 1.800 suất quà cũng sẽ được công an các đơn vị địa phương tổ chức trao gửi. Đây là những hỗ trợ thiết thực giúp đoàn viên, người lao động vơi bớt khó khăn, có đời sống ngày càng tốt hơn, thụ hưởng các giá trị tinh thần nhiều hơn. Cũng gần đến Tết rồi nên bản thân em và công đoàn viên của các công đoàn địa phương khác rất là biết ơn đến công đoàn cấp trên đã tạo điều kiện để chúng em được có một cái Tết gọi là ấm lo. Công đoàn Công an dân đã tổ chức một cái chương trình, trong đó có cái sự kết hợp tổng thể trong 10 cái nội dung chỉ đạo chính hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm nay. Ví dụ hôm nay là gồm cả cái chương trình là chợ Tết, cả chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ, và có cái việc tuyên truyền chăm lo các cái hoạt động cho người lao động, ví dụ tất cả phát các cái phần quà, tức là cái hoạt động này đã đến tận cơ sở. Để giúp các đoàn viên, người lao động có thêm sân chơi bổ ích, hoạt động thi gói bánh chưng cũng đã được Công đoàn Công an Nhân dân tổ chức. 8 đội thi với sự tham gia của đại diện Công đoàn Công an các đơn vị địa phương. Khéo léo, tỉ mỉ và không kể trai hay gái, dù là thanh niên hay những người đã có tuổi, thành viên các đội đều nỗ lực để có được những thành phẩm xuất sắc. Tất cả đã tạo nên không khí đón xuân mới, vui tươi, đầm ấm cho đoàn viên, người lao động. Làm những cái công việc mà truyền thống của ông bà ta để lại, truyền cho các con, các cháu, mọi người xem là lên duy trì để cho ngày một Tết được vui vẻ và ấm cúng hơn. Tham gia đến đây là vui là chính, thể hiện sự đoàn kết giữa các đơn vị trong cụm thi đua. Đồng thời cũng chia sẻ cho các cái đơn vị khó khăn, thể hiện cái công tác xã hội của Công đoàn Công an Nhân dân. Chợ Tết Công đoàn 2024 hay chương trình cùng gia đình đoàn viên vui đón Tết. Và tới đây là hoạt động an sinh xã hội Xuân Biên Cương Tết Nghĩa Tình sẽ được tổ chức tại Lào Cai. Những chương trình phúc lợi ý nghĩa được tổ chức đã thu hút nhiều đoàn viên, người lao động tham gia, là sự động viên kịp thời cũng như tạo động lực để đoàn viên gắn bó bền chặt hơn với tổ chức công đoàn. Minh chứng khẳng định rõ nét hơn tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa, niềm tin của đoàn viên, người lao động trong Công an Nhân dân. Ngày 13 tháng 1, Chi đoàn xây dựng lực lượng 1 phối hợp với đoàn cơ sở, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai và đoàn Cục Truyền thông Công an Nhân dân Bộ Công an đã tổ chức chương trình Tết về xuân biên giới tại xã Ia Mơ, huyện Chư Prong. Chương trình đã thu hút trên 300 người dân tham dự. Đoàn công tác đã trao 200 suất quà với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng, gồm gạo, thực phẩm thiết yếu cho đồng bào nghèo, học sinh vượt khó học giỏi. Nhân dân xã Ia Mơ rất vui mừng và phấn khởi vì có quà của công an, phòng công an các cấp quan tâm hơn nữa.
Cùng với hoạt động tặng quà, lực lượng công an đã phát hơn 200 tờ rơi tuyên truyền về tác hại của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đồng thời vận động bà con trong xã, ai có vũ khí tự chế thì tự nguyện giao nộp. Có hơn 300 bà con lên để nghe cái buổi tuyên truyền về vũ khí vật liệu nổ và bà con đã tự nguyện giao nộp 8 súng tự chế, 3 dao và nhiều linh kiện khác liên quan công cụ hỗ trợ và hứa với lực lượng công an là sẽ phản ánh cũng như là tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để lực lượng công an kịp thời trấn áp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhân dịp này, chi đoàn xây dựng lực lượng 1 và đoàn cơ sở cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Gia Lai đã trao quà tranh bản đồ Việt Nam cho công an xã Ia Mơ. Đồng thời đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà động viên một gia đình đồng bào Jurai. Thay mặt cho chính quyền địa phương của xã Ia Mơ, tôi xin trân trọng và chân thành cảm ơn các đơn vị cùng các nhà hảo tâm đã về cùng chia sẻ động viên với bà con nhân dân trên địa bàn xã nhà được một mùa Tết ấm no, hạnh phúc. Xã Ia Mơ cách trung tâm huyện Chư Prong gần 70 km, đồng bào người dân tộc thiểu số chiếm hơn 80% dân số, đời sống bà con còn gặp rất nhiều khó khăn. Chương trình Tết về xuân biên giới không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của các tổ chức đoàn, của lực lượng công an trong việc chăm lo đời sống đồng bào nghèo, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an, giản dị, tận tụy, gần dân, vì nhân dân phục vụ.